với tham vọng muốn trở thành nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên thế giới, tập đoàn Geely đã thành lập ra nhiều thương hiệu con, cũng như liên doanh để đánh vào nhiều phân khúc khác nhau, từ bình dân đến cao cấp, thậm chí còn siêu xe. Galaxy đã tung ra các dòng sản phẩm như L6, L7 và mới nhất là E8, chiếc sedan chạy hoàn toàn bằng điện với thiết kế bắt mắt, nội thất ngập tràn công nghệ hiện đại đã được vén màn vào tối qua, ngày 5 tháng 1 năm 2024 tại thị trường Trung Quốc. Geely Galaxy E8 đã chính thức ra mắt với tổng cộng 5 mẫu, có mức giá dao động từ 573 triệu đến 746 triệu. Mức giá bán này có thể khiến Geely phải tăng cường dây chuyền sản xuất cho Galaxy E8. Geely Galaxy E8 tuân theo ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe ý tưởng Galaxy Light. Đặc điểm chính của nó là đèn pha mỏng, đường viền thấp và đường nắp capo dày. Nó cũng có đường viền mái đẹp mắt, tay nắm cửa có thể thu vào và vỏ bánh xe khí động học. Model duy nhất có hệ số cản tốt hơn là Xiaomi SU7 mới ra mắt gần đây. Geely Galaxy E8 có bán kính quay vòng là 5m6. Đó cũng là một kết quả tuyệt vời đối với một chiếc sedan có kích thước dài 5010mm, rộng 1920mm, cao 1465mm và chiều dài cơ sở 2925mm. Bên trong, Geely Galaxy E8 có màn hình OLED 8K 45 inch. Một đặc điểm thú vị của màn hình này là độ dày chỉ 10mm. Trong lễ ra mắt, Geely đã so sánh Galaxy E8 với BYD Han, ám chỉ rằng màn hình của họ có chất lượng tốt hơn. Màn hình này có thể kết nối với điện thoại Meizu thông qua hệ thống Flam Connect. Geely mua lại Meizu vào năm 2022. Flam Connect về cơ bản là câu trả lời của Geely cho Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống đa phương tiện của Galaxy E8 được trang bị chip Snapdragon 8295 của Qualcomm. Geely Galaxy E8 hỗ trợ noi điều hướng trên chế độ lái tự động. Nó bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự đỗ xe, hệ thống này được dẫn đường bởi 11 vệ tinh do Geely phóng. Vô lăng của E8 có hai nan và đáy phẳng. Bộ chọn số của nó nằm phía sau tay lái. Đường hầm trung tâm của Galaxy E8 có miếng sạc không dây và một ngăn ẩn. Các tính năng khác của E8 là AAH và 12 loa Infinity. Galaxy E8 có cốp có dung tích 420 lít và cốp sau có dung tích 53 lít. Ở sức mạnh, mẫu dẫn động cầu sau sử dụng kiến trúc 400V, công suất động cơ tối đa 200kW và mô men xoắn cực đại 343 nm. Mẫu dẫn động 4 bánh động cơ kép sử dụng kiến trúc 800V, công suất 360kW, được trang bị bộ truyền động điện xích hiệu suất cao. Động cơ phía trước có công suất cực đại 165kW, công suất cực đại của động cơ phía sau là 310kW, mô men xoắn cực đại là 710 nm. Về pin, Geely Galaxy E8 sẽ được trang bị bộ pin 62kW và 76kW, với thời lượng pin tương ứng là 550km, 665km và 620km.